Xin chào anh chị nhé, chúng tôi đang có mặt tại chợ đá quý Lục Yên và cũng là trên cái vùng mỏ Lục Yên. Đây là chợ đá quý này. Buổi chiều thì chợ sẽ đóng cửa và đây là cái chợ đá quý của chúng ta họp hàng ngày vào buổi sáng đấy. Chúng tôi hay ra đây để xem những viên đá quý ở ngoài chợ. Ra đây để gặp nhau, gặp gỡ những anh em thợ ấy, anh em mà có hàng ấy, thì mọi người có thể mang ra đây. Một số người họ bày ở ngoài, bày ở bàn, còn lại một số thì anh em không có thời gian để ngồi bày ấy, thì chúng tôi sẽ xem trực tiếp với nhau ở ngoài này, xem trực tiếp với nhau ở ngoài quanh chợ này thôi. Đấy, ngồi xung quanh chợ này chúng ta xem. Trong chuyến đi lần này thì chúng tôi cũng săn được một số các viên đá quý chất lượng rất là tốt và đẹp, giá trị. Thì tôi sẽ show hết lên cho anh chị cùng xem những cái viên đá chúng tôi săn được trong cái chuyến đi lần này. Thì bây giờ là cuối tháng 11, hôm nay là 29 tháng 11 rồi, là cuối tháng và sắp tới thì cũng sắp hết năm rồi. Bây giờ anh chị xem là chúng ta lựa chọn viên đá sớm để chúng ta có thể là sử dụng, chọn để chúng tôi thiết kế cũng như là lên nhẫn luôn cho anh chị trong cái đợt này, bởi vì sắp tới là Tết rồi thì cũng khá là đông và khá là cập dập ấy. Anh chị là chúng ta có chủ trương là làm một chiếc nhẫn để chơi ấy, thì chúng ta làm luôn từ bây giờ và chọn nhẫn, chúng sẽ lựa chọn cho anh chị. Bây giờ tôi đi gặp một anh bạn là người Na Uy, anh cũng là người sưu tầm săn đá spinel của Lục Yên chúng ta. Hôm qua thì tôi cũng có gặp anh bạn ấy và một chuyên gia về đá quý Ngọc Học, người Anh nữa, England. Giờ tôi sẽ đến cái quán cà phê này. Và đây có một cái góc để ngồi có thể làm việc hoặc uống cà phê rất là hay ở chỗ Lục Yên này. Đây là góc hồ, góc bờ hồ thị trấn Lục Yên. Tôi có thể ngồi đây làm việc này. Đấy. Vâng, hôm nay là ngày thứ tư rồi. Ngày thứ tư ở trên Lục Yên thì chúng tôi có săn được một số cái viên đá ở đây khá là đẹp. Tôi sẽ quay chi tiết từng viên để cho chúng ta cùng xem. Đôi đá quan này đẹp lắm, đôi này màu cực kỳ đẹp. Chúng ta làm mặt dây với chiếc nhẫn nữ cũng được, nhẫn nam rất đẹp. Viên si spinel tím này, mài baguette rất đẹp này. Còn hai viên đá này thì màu rất đẹp nhưng mà tôi chưa biết là đá gì, mua ở sưu tầm. Đôi spinel hoa tai làm cho một chị khách hàng. Đây là viên ruby facet, có mấy viên ruby facet đây, đây một viên nữa này, nhỏ thôi. Mấy viên này màu cực kỳ đẹp, chiếu khá tốt, giá hợp lý, trên dưới 1k một viên. Và cả cái lô spinel này nữa, lô này cũng khá là nhiều tiền đấy, cũng đẹp, toàn hàng sáng. Lô này toàn từ 1k đến 2k một viên đấy, là tính ra chỗ này phải hơn 200 triệu cái lô này, bởi vì tính vài triệu viên thôi nhưng mà nó rơi vào khoảng 5-60 viên ấy, nên là cũng nhiều tiền. Đây, tất cả là hàng tuyển chọn. Còn trong này nữa, chúng tôi mới mua được lô ngọc bảo này nữa, tôi sẽ lên video để giới thiệu với anh chị em. Giá rất hợp lý, màu đẹp, hàng tự nhiên. Tôi người Na Uy đang quay viên đá này, là quay viên gì đây? Amazonite. Only Vietnam have Amazonite. Ở cái góc này thì nó khá là sáng, là nhìn xem đá nó cũng đẹp. Anh bạn người Na Uy này thì là anh ấy thích những cái viên đá nó độc đáo, viên đá nó độc lạ và hiếm có. Ví dụ như cái dòng spinel của chúng ta thì có rất nhiều các loại gam màu khác nhau, nên là anh đấy sẽ thiên về đi tìm những cái gam màu nó hiếm, ví dụ như là màu đổi màu này, hoặc là màu cobalt này, hoặc là màu những cái màu gì nó lạ lạ nó ít có ấy, thì anh ấy thích sưu tầm, có thể là nhỏ thôi, hoặc những viên lỗi nhá, những viên si lỗi và lỗi ít thôi. Cái viên màu như này thì có thể đổi màu khá là đẹp. Viên màu như này thì nó là kiểu titan ấy. Rất là đẹp, nhẫn nam đẹp cực.
xem nào, xem anh ấy có cái gì nhá. Đây anh đang có một ít đá thô này, chưa cắt này. Đấy, một số cái viên đá ở kia nữa. For me. This rock you buy from Anh Quốc? Yeah, yeah, the Swiss people, they ask me to just buy some. They ask me, please cut it and send it to Switzerland. Cutting this? I don't think anything important, but there was one. So they want to buy the rock? Huh? So they want to buy the rock? Yeah, cutting. But for fun, you know, go to the mining. And so, but I see today you cutting one piece. Very yeah. Nice. Yeah. It's good. I see you want. I am real happy. Yeah. This is the first time ever buy rough. And very lucky. Yeah, yeah. Do you see as well? I don't know, maybe. Too many, yeah. There was a guy that bought this one and asked me to polish. Nice. Not bad. This make a pendant? Yeah, in Vietnam it's classic pendant. Yeah, this one. It's not super clean, but it's nice. Not so bad. I like the color though. This color is beautiful. Mm. Yeah. Lavender. Mm. This yeah. is in lavender. Yeah, I like lavender also. Yeah. But this one we cut in very safe weight. Yeah, a good shape. Yeah, but I think maybe some problem inside, I don't remember. Some inclusion inside. Could be a cushion cut, yeah? Cushion, yeah. And I like cushion cut. Yeah, I like cushion. Once upon a time, everything was oval. Whenever you got a stone in my collection, 90% of my stones are oval. Yeah. Yet cushion, I like. It's because of oval, very traditional, yes. Safe. Yeah. Cushion, yeah, cushion, very typical good for skin. Yeah. How much, sir? Và trong cái chuyến đi lần này thì tôi săn được khá nhiều viên đá quý đẹp và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem ở bên dưới đây. Ở viên đầu tiên thì chúng tôi mua đó là viên spinel đỏ, viên này có màu đỏ rất là đẹp, màu đỏ thuần. Nhìn nó giống như là ruby, viên này có trọng lượng là 3,2 CT. Và độ sạch của nó là sạch tinh mắt thường, có một số cước rất là nhỏ ở bên trong. Viên này có trị giá là 179 triệu. Hình khối và giác cắt rất đẹp. Viên này thì so với một viên đá ruby như viên này thì nó rất là hiếm. So với một viên đá thì với cái mức giá như này mà chúng ta đeo thì viên so với ruby thì nó hơn rất là nhiều. Sự đây là viên đá rất là đẹp và nó là tự nhiên hoàn toàn, xuất xứ Lục Yên, tự nhiên 100%. Đây là thông tin chi tiết về cái viên đá chủ này. Viên tiếp theo là viên ruby. Viên ruby này viên ruby Lục Yên, màu đỏ huyết và viên này có hình khối rất là ít có, hình cushion, camason hình cushion và độ trong là kính trong. Chất rất là lành và bền vững. Viên đá này thì có cái trọng lượng là 10,9 CT. Tự nhiên hoàn toàn 100%, đã có kiểm định và được bảo hành trọn đời. Viên đá này thì có trị giá là 163 triệu. Viên đá này chất rất là đẹp và chúng ta lên vàng thì lửa hắt nó sáng. Sự viên đá này thì nó đẹp ở mọi thời tiết và mọi ánh sáng, nó rất là đẹp và nó rất phù hợp, có thể là chúng ta làm nhẫn nam nhẫn nữ, mặt dây đều được. Đây chúng ta nhìn cái viên này chúng tôi quay ở trên vàng, chúng ta có thể nhìn thấy lửa hắt lên rất là đẹp này. Viên đá này thực sự cũng là một viên đá rất là hiếm có mà chúng tôi săn được. Đây là chúng tôi quay ở dưới ánh sáng thường ngoài trời, chúng ta có thể nhìn thấy cái màu sắc nó toát lên này. Nó có chân lửa nhé, chúng ta để nghiêng, chúng ta để cái viên đá bình thường đã có cái chân lửa, cái mép ở bên dưới xung quanh cái viên đá ấy. Chúng ta đã nhìn thấy cái chân lửa rồi, nó rất là đẹp, nó sẽ rừng rực suốt như này, khi lên vàng thì nó còn đẹp hơn như vậy nữa. Viên này thì mới mức giá cũng rất là hợp lý trong cái thời điểm hiện tại là 163 triệu, mặt lành tít mịn và đáy thì cũng là không có vết dạn thô gì cả, vẫn đáy cũng đẹp. Đấy, tôi ướm lên trên tay để chúng ta nhìn nó, chúng ta hình dung. Và đây là cái thông tin, chúng ta có thể vào website của chúng tôi để xem cái thông tin chi tiết cái viên đá này. Viên đá tiếp theo, viên này có trọng lượng là 7,9 CT. Viên này cũng là một viên đá màu đỏ huyết chất kính. Viên này chất rất là lành, nó chỉ là có các cái cước ở bên trong, nó không có đường dạn vỡ thô. Viên này có độ trong rất là cao. Và viên này lên vàng thì lửa đỏ cực kỳ đẹp.
Viên này thì cái hình khối cũng rất là đẹp. Nó cũng là một cái viên đạt về các cái tiêu chuẩn về hình khối, màu sắc và chất lượng. Viên này có trị giá là 110 triệu. Đấy, viên này anh chị có thể làm nhẫn nam, nhẫn nữ, mặt dây đều được. Nói chung là tất cả những cái viên này đạt mọi yếu tố về chất lượng và cũng là những viên đá xứng đáng để sở hữu và sưu tầm. Viên đá này cũng xuất xứ Lục Yên và tự nhiên nguyên bản 100%. Chúng tôi đã bảo hành và chúng tôi đã kiểm định đầy đủ trước khi làm đồ hoặc là giao hàng cho anh chị. Những viên đá như này, chất lượng như này thì là những viên đá chất lượng rất là vĩnh cửu, rất là bền vững và cũng rất là hiếm có. Nó thường là sẽ là những cái nhân của những viên đá thô. Khi bóc tách hết những cái, thực ra là nó có những cái nhân như này. Đầu tiên là viên đá này người dân họ tính phát xét ra không được như ý thì nó có các cái cước cước này, thì để lại camason. Để camason thì rất là đẹp. Chúng ta để trên vàng lửa rất đẹp. Để trên tay để anh chị hình dung này. Và viên tiếp theo thì cũng là một cái viên đá, nó là viên hồng ngọc. Viên này thực sự đúng tên của nó là hồng ngọc. Nó phát quang hàng Lục Yên. Và cái chất viên này là chất lành, bền vững, không có dạn vỡ thô, khối rất đẹp. Đợt này chúng tôi tuyển được những cái viên đá mà hình khối rất là yêu, những cái khối này rất là mỹ mãn, nó đạt về hình khối nó tiêu chuẩn, nó cân đối, không bị lệch lạc, chất màu đều đẹp. Viên đá này thì nó có một cái đặc điểm là khi vào trong trong tối, càng vào tối thì viên đá nó lại càng đỏ lên, nó càng sáng. Viên đá này có cái neon nó phát sáng vì nó là hàng, cái viên này nó xuất xứ là hàng Bãi Đôi của Lục Yên. Viên đá này rất đẹp. Thực ra bên ngoài nó sẽ đẹp hơn là chúng tôi quay ở đây. Viên đá này mấy nữa chúng tôi sẽ lên nhẫn. Viên đá này tôi đã để cho mọi anh khách hàng rồi, mấy nữa chúng tôi sẽ lên nhẫn và quay cho anh chị cùng xem cái viên này. Nên một chiếc nhẫn rất là hết sức là đơn giản, làm sao nó nổi bật cái viên đá chủ lên. Đây là cái thông tin chi tiết mà chúng tôi đã niêm yết trên website là iruby.vn với trị giá là 166 triệu. Hình ảnh này chúng tôi chụp ở trong văn phòng, hay chụp ánh sáng ở trong văn phòng bình thường thôi. Viên tiếp theo, viên này thì có cái trọng lượng là nó khoảng tầm 7K. Viên này có màu đỏ huyết và chất bán trong, khối cũng rất đẹp, khối mỹ mãn. Viên này có cái trị giá là 44 triệu. Là xuất xứ Lục Yên và nó cũng là một dạng cắt mài từ tinh thể ra nên là cái độ rực nó rất là cao. Viên này lên nhẫn, lên vàng cũng rất là ok, rất đẹp vì nó có độ phát quang và độ rực. Chúng ta lên vàng nó sẽ có độ hắt, nó sẽ có độ thấu quang rất là tốt. Viên đá này rất phù hợp để làm nhẫn. Viên này có trị giá là 43,68 triệu. Đấy. Viên tiếp theo, viên này có trọng lượng là 2,81 ct, màu đỏ huyết, chất kính. Viên này làm nhẫn nam cũng được anh chị nhá, nhẫn nam, nhẫn nữ, mặt dây đều ok. Viên này màu rất là đẹp. Viên này có trị giá là 22 triệu. Thực sự viên này màu đỏ như máu, rất đẹp và cũng là cái viên đá có cái độ lành, độ bền và hình khối rất là đẹp. Mặt trên, mặt dưới, mặt trước, mặt sau đều ok, đều rất là láng mịn, sạch, đẹp, không có lỗi lầm hay là vỡ thô gì. Đấy, chúng ta chọn được những viên đá này thì rất là chơi, rất là thích và rất là bền vững, có giá trị tăng trưởng trong thời gian dài hạn. Đây là cái thông tin chi tiết của viên đá này tôi đã niêm yết ở đây anh chị xem. Ở viên tiếp theo là viên Aqua này thì chúng tôi cũng săn được trong cái chuyến đi lần này. Đây là cái viên đá mà xuất xứ của Thanh Hóa, Việt Nam. Màu sắc rất đẹp và lửa chiếu thì thực sự là tôi ít khi gặp mà thích Aqua, nhưng mà tôi gặp viên này tôi rất là mê, rất thích và tôi đã mua được viên đá này. Viên đá này thì có trọng lượng khoảng hơn 4 ct, khối tiêu chuẩn, cắt giác tiêu chuẩn, độ bóng rất là tốt. Viên này có trị giá là 36,1 triệu và tôi đã để cho khách quen của chúng tôi rồi. Và viên tiếp theo cũng là một viên từ cái viên vừa rồi cắt ra, thì viên này là viên giọt nước. Viên này thì có trị giá là 39 triệu và trọng lượng gần 10 ct. Màu sắc cái viên đá này rất đẹp. Màu sắc của Aqua như này của chúng ta là thuộc lại màu top đầu của Aqua Thanh Hóa Việt Nam rồi, nó rất là đẹp. Viên này thì có một số bao thể mây kín, không phải dạn nứt gì, cũng là một viên đá rất là hiếm và đẹp, giá rất phù hợp. Chúng ta có thể cái này anh chị, các chị lên đồ lên mặt dây thì rất đẹp, lên mặt dây cái viên này thì rất là đẹp. Chúng ta có thể là
là vàng trắng anh chị nhé. Màu này chúng ta là vàng trắng. Tiếp theo thì tôi có một viên spinel, viên này cũng màu đỏ, màu rất là đẹp, trọng lượng là hơn 4 ct. Viên này thì có lỗi là lỗi bọt, nó không dạn vỡ nhưng mà nó là lỗi bọt, nó sẽ cái giá trị nó sẽ không cao. Cái đá này chỉ có hơn 63 triệu thôi, 4,36 ct. Thông tin chúng tôi đã niêm yết công khai và rõ ràng. Tiếp theo thì chúng ta có một đôi sapphire vàng Phan Thiết không nhiệt, lửa rất là lanh và sáng. Cái đôi này thì chúng ta có thể, nếu mà anh chị nào thích làm hoa tai thì tôi sẽ sửa cái viên to đi một chút về bằng cái viên nhỏ, thì chúng ta làm hoa tai rất là đẹp, sáng long lanh. Rồi cái đôi này thì cái viên to hơn 1,7 ct, có trị giá là 20,5 triệu. Viên nhỏ thì chúng tôi tính trị giá là 17 triệu. Chúng ta có thể là làm hoa tai hoặc là viên to chúng ta làm mặt dây, viên nhỏ chúng ta mặt nhẫn, hoặc là viên nhỏ là mặt dây, viên to là mặt nhẫn đều được. Đôi này chưa nhiệt nhưng nó cũng khá là hiếm, nó cũng rất là đẹp. Đấy, viên này 16,6 triệu, 16,68 triệu. Viên tiếp theo chúng tôi mua được là viên ruby facet lục yên. Viên này có độ sạch là khoảng 80%, có bao thể. Viên này có bao thể anh chị nhé, có bao thể ở bên trong nhưng mà nó không dặn vỡ và nó có cái màu sắc rất là sáng. Nó có một cái chất, nó có một cái độ phát quang rất là mạnh. Viên này có trị giá là 34 triệu. Đấy, viên này cũng rất là ok. Viên tiếp theo chúng tôi mua được đó là viên hình giọt nước. Nó cũng không hẳn là giọt nước nhưng mà nó có cái sắc cháo đồng, hàng Lục Yên nguyên bản, xuất xứ Lục Yên, và nó là hàng tự nhiên nguyên bản, hàng sống đấy. Và viên này thì độ sạch đến 95%. Viên này mọi thứ thì nó rất đẹp, nó có độ sáng rất là cao. Và viên này có trị giá là 56 triệu. Hàng cháo đồng thì nó rất là hiếm. Viên này thì đặc trưng là đúng là viên cháo đồng, viên cháo đồng thực sự, bởi vì nó cái sắc của nó là sắc đồng này, anh chị có thể nhìn thấy ánh sáng nó hắt lên là màu đồng đồng, hơi cam cam vàng vàng, có thể là gọi nó giống như màu paparacha. Nó rất là giá trị, nó rất là cao. Nếu mà nước ngoài ấy, họ săn những cái hàng màu này rất là nhiều. Nó cũng là hàng sống nguyên bản. Viên này thì có trị giá là 18 triệu. Chúng ta có thể mua sưu tầm những viên này, rất là ok. Viên tiếp theo chúng tôi mua được là viên spinel. Viên này có trọng lượng là hơn 2 ct, khoảng 2,5 ct, 2,6 ct gì đấy. Viên này sạch tinh và lửa chiếu rất đẹp. Chúng ta làm nhẫn nữ, nhẫn nam rất là ok. Viên này độ bóng rất là tốt và cũng là viên đá sạch tinh. Viên này có trị giá là 86 triệu, 2,56 ct, tự nhiên là chúng tôi đã kiểm định đầy đủ hết rồi. Viên tiếp theo, viên này thì có độ chiếu tốt hơn, nháy tốt hơn và màu sắc cũng tốt hơn viên trước. Viên này cũng trọng lượng lớn hơn, viên này trọng lượng khoảng hơn 3 ct, đủ đáy và lửa nó nháy bên ngoài, lửa nó nhóng nhánh, nó nhấp nháy rất là tốt. Viên đá này thì có trị giá là 168 triệu. Và viên đá này thì tôi đã để lại cho khách hàng rồi. Đây là một. Và viên tiếp theo thì chúng tôi có đó là viên sapphire hồng. Viên này bên ngoài nó màu đẹp hơn như này, nó là sắc hồng đỏ, chúng ta có thể gọi là ruby. Bên ngoài nó đỏ hơn như này. Viên này có một chút lỗi, nó là lỗi có một cái vết nhỏ bên dưới đáy, chúng ta nhìn trên mặt thì không thấy, nhưng mà nó sẽ có một chút bao thể. Viên đá này thì có trọng lượng 2 ct và trị giá là 120 triệu, cũng là tự nhiên nguyên bản 100%, không qua xử lý.